Sơ lược và ý nghĩa 18 vị La-Hán trong Phật giáo. A-La-Hán có 3 nghĩa: sát tặc, vô sanh và ứng cúng. Sát tặc là giết sạch hết giặc phiền não trong tâm. Bọn giặc phiền não, chúng nó hung tợn dữ dằn lắm. Nhưng thứ phiền não gốc ngọn gì, các ngài cũng đều giết sạch hết, nên gọi là sát tặc, vô sanh. Đồng nghĩa với Niết Bàn, nghĩa là các ngài đã đạt được một trạng thái tâm lý yên tịnh không còn sanh diệt nữa, nói rõ là các ngài không còn sanh tử luân hồi. Ứng cúng là các ngài thật xứng đáng cho trời người cúng dường. A-la-hán có 3 ý nghĩa như thế. Có 4 quả vị thánh mà một hành giả tu chứng được Đức Phật nói đến, đó là 1. Sơ quả Tu Đà Hoàng, 2. Nhị quả Tư Đà Hàm, 3. Tam quả A-na-hàm, 4. Tứ quả A-la-hán. Theo Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông, A-la-hán là quả vị thánh cao nhất mà một con người có thể đạt được về trí tuệ. Một vị A-la-hán là người đã phá bỏ 10 kiết sử, chứng đắc tam minh và lục thông. Lục thông nghĩa là 6 phép thần thông biểu hiện năng lực trí tuệ của chư Phật, Bồ Tát và A-la-hán. Một thân như ý thông, còn gọi là thần túc thông, biểu hiện tùy theo ý muốn. Thân có thể bay lên trời, đi trên biển, chui vào trong núi. Một thân biến nhiều thân, tất cả mọi động tác đều tùy theo ý muốn, không hề chướng ngại. Hai thiên nhãn thông, nhìn thấy tất cả mọi hình sắc ở gần hay ở xa trong cả thế gian, nhìn thấy mọi hình tướng khổ vui của chúng sanh trong 6 nẻo luân hồi. 3. Thiên nhĩ thông, nghe và hiểu hết mọi âm thanh trong thế gian, nghe và hiểu hết mọi ngôn ngữ của chúng sanh trong 6 nẻo luân hồi. 4. Tha tâm thông, biết hết tất cả mọi ý nghĩ trong tâm của chúng sanh trong lục đạo. 5. Túc mệnh thông, biết được kiếp trước của chính bản thân mình và của chính chúng sanh trong lục đạo, từ một đời, hai đời cho đến trăm ngàn vạn đời trước đều biết rõ, nhớ rõ sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, tên gì, làm gì. 6. Lậu tận thông, lậu tức là kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi. Lậu tận thông là dứt trừ toàn bộ kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi, không còn sinh tử luân hồi trong ba cõi, được giải thoát hoàn toàn. Tam minh gồm có túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. Túc mạng minh là tuệ giác sáng suốt, biết rõ các kiếp sống đã qua của mình và của tất cả chúng sanh. Thiên nhãn minh, tuệ giác sáng suốt, biết rõ các kiếp sống tương lai của mình và của tất cả chúng sanh diễn biến sinh diệt như thế nào. Lậu tận minh, tuệ giác xoáng suốt, nhận biết các pháp đoạn trừ phiền não mê lầm của mình và của tất cả chúng sinh để được an lạc. 10 kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham đắm vào cõi dục, sân hận, tham đắm vào cõi sắc, tham đắm vào cõi vô sắc, mạng, trạo cử vi tế, si vi tế. Một tôn giả Tân Độ La Bạt La Đọa Đổ, ngài vốn xuất thân từ dòng tộc Bà La Môn, là một đại thần của vua Ưu Điền ở thành Câu Xá Di. Tương truyền sau khi chứng quả A-la-hán, ngài đã từng cưỡi một con hươu trở về Câu Xá Di và khuyên quốc vương nên xuất gia. Nhân sự kiện này, dân gian đã gọi ngài là La-hán cưỡi hươu. Hai tôn giả Ca Nặng Ca Phạt Tha, tôn giả vốn là một luận sư với tài hùng biện trong xã hội Ấn Độ cổ đại. Sau khi quy Phật và chứng đắc thánh quả, ngài nổi tiếng là một vị thấu hiểu tất cả tiếng kêu của tội ác. Theo ngài, thành tâm hướng về Phật, hiểu rõ trong tâm mình có Phật, đó chính là an lạc hỷ khánh lớn nhất. Do vậy, ngài còn được tôn xưng là La Hán Hỷ Khánh. 3. Tôn giả Ca Nặc Ca Bạt La Đọa Đô, hành trạng của vị A-la-hán này rất kỳ đặc. Ngài thường du hành khất thực, gieo duyên khắp nơi. Tuy nhiên do ngài thường dùng một cái bát sắt khi khất thực nên còn gọi là La Hán Cự Bát. 4. Tôn giả Tô Tần Đà, vị tôn giả này lúc nào cũng cầm trong tay một ngôi bảo tháp thu nhỏ. Theo ngài, tháp là nơi giữ gìn xá lợi Phật, giữ tháp bên mình là giữ gìn mạng mạch của Phật tổ. Thế nên vị La Hán này còn được tôn xưng là La Hán Thác Tháp. 5. Tôn giả Nặc Cự La, xuất thân là một chiến binh, thường xông pha trận mạc, cho nên tính cách ngài rất cương nghị, dũng mãnh. Về sau khi xuất gia, ngài thường tĩnh tọa để hàng phục tính cách hung bạo ngày trước. Đây cũng là đặc điểm để nhân gian tôn xưng ngài là La Hán Tĩnh Tọa. 6. Tôn giả Bạt Đà La, tương truyền ngài chuyên lo việc tắm rửa trong các chốn
Thiền Lâm, Bạc Đà La còn được gọi là Hiền vì mẹ ngài hạ sinh ngài ở dưới gốc cây Bạc Đà La, tức là cây Hiền. Sau khi chứng đắc A-la-hán, ngài một mình cưỡi thuyền đi hoằng hóa ở các quần đảo miền Đông Ấn Độ. Do đó, ngài còn có tên là La-hán Quá Giang. Bảy tôn giả Kalika, ngài vốn là một người thuần dưỡng voi. Tài nghệ của ngài rất thuần thục và tương truyền. Mỗi khi đi đâu, ngài đều sử dụng voi làm phương tiện chuyên chở, nên còn được gọi là La-hán cưỡi voi. 8. Tôn giả Phật Đỗ La Phất Đa La, khi còn ở thế tục, ngài là một thợ săn. Sau khi xuất gia, liền từ bỏ việc sát sanh chuyên tu thiện nghiệp. Tương truyền trước đây, muôn thú gặp ngài đều hoảng sợ. Thế nhưng, sau khi chứng quả A-la-hán, ngài không còn là nỗi đe dọa cho muôn thú nữa. Thậm chí, có một con sư tử vẫn thường quấn quýt bên ngài. Đây cũng là lý do để ngài được tôn xưng là La-hán đùa với sư tử. 9. Tôn giả Nhung Bát Ca, ngài vốn là thái tử của một tiểu quốc vùng Trung Ấn. Vì muốn tranh vương vị với ngài, nên người em trai đã nổi lên làm loạn. Ngài không những không trừng phạt em mình mà còn nhường ngôi cho em. Cảm kích việc làm của anh, người em của ngài tỉnh ngộ, và đây cũng là lý do để sau khi chứng quả A-la-hán, ngài còn được tôn xưng là La-hán Khai Tâm. 10. Tôn giả Bán Thát Ca, tương truyền ngài được sinh ra ở bên đường đại lộ Biên Sinh. Đây là nghĩa được phiên dịch từ tên của ngài. Khi ngồi thiền, ngài thường ngồi bán già. Đặc biệt nhất là khi xả thiền, ngài thường giơ hai tay lên trời và hít một hơi thật dài. Do đó, ngài còn được gọi là La Hán Thám Thủ. 11. Tôn giả La Hổ La, còn được gọi là La Hầu La, vị mật hạnh đệ nhất. Ngoài cương vị là một trong 10 đại đệ tử của Phật, La Hầu La còn là một trong 18 vị La Hán. Trước khi chứng quả, theo kinh văn ghi nhận, La Hầu La là một sa di với nhiều hoạt động kỳ đặc, vì ngài có một mật hạnh riêng. Đây cũng là lý do để ngài được tôn xưng là La Hán Trầm Tư trong 18 vị La Hán. 12. Tôn giả Nazatena, ngài vốn là một nhà lý luận rất giỏi trong xã hội Ấn Độ cổ đại. Sau khi xuất gia chứng đắc thánh quả, ngài chuyên về nhĩ căn, do đó các tranh tượng của ngài thường mô tả một tôn giả đang ngoáy tai. Đây cũng là cơ sở để dân gian gọi ngài là La Hán Ngoáy Tai. 13. Tôn giả Nhân Kiệt Đà, ngài vốn là một người bắt rắn, thường đeo bên mình một cái túi thuốc nhằm cứu chữa cho những ai bị rắn cắn. Do đó, khi mô tả hình dạng của ngài, người ta thường vẽ một vị La Hán với túi vải trên lưng, khác với túi vải của vị Bố Đại Hòa Thượng. Do bởi hành trạng kỳ đặc ấy, nên ngài cũng được tôn xưng là La Hán túi vải. 14. Tôn giả Phạt Na Bà Tư. Phạt Na Bà Tư có nghĩa là mưa. Theo truyền thuyết, ngài sinh ra nhằm lúc mưa to, những hạt mưa rơi vào tàu lá chuối nên kêu rất to. Sau khi xuất gia, ngài chuyên đứng dưới cây chuối để tu tập, nên còn được gọi là La Hán Ba Tiêu. 15. Tôn giả A Thị Đa, ngài là một người có nhiều điểm kỳ đặc. Một trong những điểm đó là khi mới sinh ra đã có một sợi lông mi dài màu trắng. Khi đã chứng quả A-la-hán, ngài được tôn cưng là La-hán lông mi dài. 16. Tôn giả Trú Trà Bán Thát Ca, điểm đặc biệt của vị La-hán này là khi đi khất thực, ngài thường dùng đầu của mình gọi người mở cửa để hóa duyên. Về sau, ngài sử dụng một cây tích trượng khi đi khất thực, ngài rung cây tích trượng để báo cho mọi người biết. Do đó, ngài còn có tên gọi là La Hán Kháng Môn. 17. Tôn giả Khánh Hữu, tương truyền Long Vương trong một lần nhấn chìm toàn bộ nước Na Kiệt ở Ấn Độ, tôn giả Khánh Hữu đã ra tay hàng phục được Long Vương. Do đó, ngài còn được tôn xưng là Hàng Long La Hán. 18. Tôn giả Tân Đầu Lô, tích xưa kể rằng gần ngôi chùa ngài Tân Đầu Lô ở, có một con hổ dữ ngày đêm la hét. Ngài cảm thương, nghĩ rằng con hổ này bị đói nên đã đem ít thức ăn cho nó. Qua một thời gian, ngài thu phục được hổ dữ và nó cùng ngài làm bè bạn. Do đó, ngài cũng được tôn gọi là Phục Hổ La Hán. Theo Phật giáo phát triển, một vị A-la-hán vẫn chưa phải rốt ráo trọn vẹn, cần thêm thời gian tu tập trí huệ và tích lũy phước báu viên mãn để chứng đắc quả vị cao nhất là quả vị Phật. Kính lễ Nam Mô 18 vị La Hán, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.